Ơi, quầy bánh mì bữa nay trống rỗng. Quầy bánh mì trống rỗng. Còn đây, đây trống rỗng. Này mình thích ăn đâu, ăn mình đi. Ăn rồi tới ngày tận thế rồi. Đậu bắp nó cũng sấy khô người ta. Cái đậu bắp okra. Má ơi. Trong kho lạnh à, kho lạnh là kho trứng nè. Trời ơi, mẹ ơi. Trống trơn hết rồi má ơi. Trống trơn. Chết cha rồi. Vậy mà qua nhà mình mua vậy mà nói đủ rồi. Chắc chơi tiếp quá. Chơi mình còn gì nữa rồi chơi. Trống trơn hết rồi. Chết cha, bỏ quên điện thoại ngoài xe rồi. Mình quay bằng cái điện thoại khác. Thôi cũng bắp. Còn điện thoại xài thì cái khác nữa. Bánh mì, bánh ngọt thì còn khá nhiều. Tại vì cái này nó ra liên tục mà. Khá nhiều. Nói gì chứ giờ cũng không biết gom gì giờ. Mấy cái cà chua này các thứ là mình không có lo rồi. Cà chua này thì ở nhà mình trồng luôn. Chơi luôn. Nói gì giờ, mua gì giờ trời. Thấy ta mua ào ào bắn chất đi mua rồi thôi chứ đâu thấy gì đâu rồi. Biết gì mua. Đối với mình là hủ trâu, gà gạo, ăn cái dưa leo được rồi, mà dưa leo mà mình trồng được rồi. Mua chục hủ trâu để dành đi. Cao lương mỹ vị làm gì, suốt đời cao lương mỹ vị. Thôi nhân dịp này ăn trâu, dưa leo, gạo, bây giờ mua trâu. Ở đây chắc không có bán trâu rồi, qua khu Việt Nam mua trâu. Mua gạo thì gạo mua rồi. Ồ, có cái mì phở gì đây nè, thôi mua đại thùng phở đi. Đại thùng phở đi. Phở Việt Nam nè. Vietnamese style noodle soup. Làm hộp đi. Đó, phở. Rồi. Rồi, xúc xích làm được hết trơn rồi, còn gì đâu nữa lấy. Nguyên tảng tảng này quất hết rồi. Thịt heo. Trống trơn rồi. Còn có mấy cục à. Trơn hết rồi. Bên kia cũng trống luôn rồi. Ôi, sorry. Clip dài quá, cắt. Tôi quay lại tiếp.